Huy ơi, thấy con gì đang nở không? Đây là con bé gà đó. Thì ngày hôm nay á, mình đi mua trứng lộn về ăn, vô tình thấy gỗ gà lộn còn 5 trứng các bạn. Cho nên quyết tâm mua 5 trứng này về ấp thử ha. Đó, giờ khi mà mình ấp được 3-4 bữa sau mà bạn mau lắm các bạn ơi, 3-4 bữa à. Tự nhiên cái thấy cái trứng này nó nứt vỏ nè, là có dấu hiệu khẽ mỏ rồi các bạn. Đó, và bây giờ là mình sẽ đợi thôi, đợi nó nở thôi. Để nó nở để play stream xem. Ta nói chưa có cái con gà nào mà nó ác với chủ như con gà này hết các bạn ơi. Nó nở giấc khuya 1-2 giờ 2-3 giờ sáng nó nở ra, nghe tiếng chip chip chạy qua quay lẹ lẹ, ai về nó gần ra khỏi cái vỏ rồi bóc nó lên như thế này đây. Thôi để tao phụ mày miếng, tao lấy gỡ cái vỏ ra luôn đi, đẩy cái vỏ ra này nó ra xong rất là khỏe các bạn. Nó ôi trời, giống một đại bàng con quá mọi người, nhưng mà khi nó khô lông thì nó lại khác, khô lông thì nó lại khác nha. Đây là mọi người ơi, Đây, và khô sau lông thì nó khi trắng mà bùng nó rồi được là mình hiểu con gà gì rồi đó. Các bạn nhìn là các bạn nó biết con được gà gì nở rồi đó. nè, tối nó nở ấy quá, mình mới đưa nó vô làm thủ lĩnh bầy cút các bạn. Đây nha, mình mới phát hiện nó luôn các bạn ơi nè, bắt lên nè. Hình như là theo mọi người đây là con gà gì các bạn, tại vì mình mua ở ngoài tiệm á, mình không hỏi người ta là trứng gà gì, người ta nói cũng không biết, mà theo mình nghĩ ta cũng không biết đâu. Giờ ấp thì nó ra gà trắng nè, đó đây nè, để nè, đó con đứng ở đây là gà trắng dễ thương. Đó. Ê, kìa kìa kìa. Mày mẹ, này kìa. Không phải con mày đâu. Không phải con mày đâu, mày đi ra chỗ khác cho tao hiểu. Không phải con mày đâu nha. Nha. Không phải con của mày. Đó. Đây nè các bạn. Giờ mình mà cho đưa thêm nha. Bắt thêm con gà tre này để nó ra làm bạn với bé này nha. Nè. Mày là anh cả của nó. Tao cho nó làm huynh đệ của mày trong thủ lĩnh bầy cút nha, dẫn dắt bầy cút. Đàng hoàng. Kìa kìa, gặp kiến kìa, kiến kìa. Đó, đây nè, gà lai. Đây là tre lai nha. Đó. Đây nè con. Anh Cúc không không cho làm nhị ca hả? Để thôi, để cho mày hòa nhập vào bầy gà gà kia. Chiếu tập. Chiếu tập. Gỗ xanh đi, gỗ xanh đi. Nhanh lời, gỗ xanh đi. Gỗ xanh, gỗ xanh. Thấy chưa? Gỗ xanh thần kỳ, chiếu tập các muôn thú. Đây nè, đầu này nè, nãy nó ăn nha. Đó Vân ơi, đây là tội nghiệp con nhỏ, nó không cho hòa nhập luôn rồi. Sao vậy con, nó không cho hòa nhập nè. Vô làm thủ lĩnh của bầy cút nha. Kìa mấy con cút nó nằm ngủ kìa, ngủ cực hơi khớp, cực hơi khớp, cực hơi khớp kìa. Đó, chuồng cút mà bữa nay là ngày làm vệ sinh chuồng cút luôn nè các bạn ơi. Sao gà trắng, kìa cái con gì bò dưới chân này kìa, gà trắng. Con gì bò dưới chân kìa, gà trắng. Đó nè, cho em nhập đội được không nè, cho em gặp đội đi, nói với mày trắng trắng giống nhau nè. Thằng nào cho em nhập đội, cho em nhập đội đi nè. Vô mày đi ra nghe, mày đi ra chỗ khác. Mày đi ra chỗ khác liền nè. Thôi cho chơi với anh gà gà che lai. Anh che lai ơi, cho em chơi đi. Nó không chịu luôn mà, chín ngón nha. Đây nè, cái chân bên đây. Ôi sao mà lấy cái nét không được nè. Nè, chân bên đây là 5 ngón nha các bạn, 5 móng nha. Còn bên đây là có 4 móng thôi. Đó, gà 5 móng nha. Gà trắng. Nó thả đi, vô làm thủ lĩnh trẻ con đi nha. Rồi đâu rồi, chơi lai đi theo tao nè, chơi lai, chơi theo bố, lại lên, chơi lai, cái bị quế này, này, là mình phải huấn luyện gà mình đi theo mình mới được. Đây nè, tao đâu kêu hai đứa mày đâu, mày lại chơi, hai mày lớn rồi. Thầy biểu ơi, làm sao? Rồi đi vô, đi vô, đi vô con, vô chuồng. Mày ở ngoài là mấy đứa này nó quýnh mày đó nè. Nè, không tin nè, mày không tin, tao đưa mày lại đây nè, nó dí mày nè. Đó, hay chưa?